Hi, chào mừng tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đến với kênh Bất Động Sản Đẹp Vừa Chưa nha. Thì hiện tại mình đang ở ngay cái chỗ khu công nghiệp Nhân Hòa đó các bạn. Thì sẵn tiện mình lên đây mình gửi cái bảng giá camera. Thì mình sẽ quay cho tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn xem luôn nha. Đó thì ở đây có một số cái xuống đấy, thì người ta đang xa đó các bạn. Thì tiện cái con đường mình đi lên đây mình gửi một hai cái bảng giá camera cho những cái xuống, thì mình sẽ quay lại cho những anh chị xem ở đây nó còn rất là nhiều cái khu đất trống này. Có thể anh chị nào đầu tư mới xuống hay công ty doanh nghiệp thì có thể mình xem qua cái video này để mình có thể lên đây mình mua đất hay là mình thuê đất ở mình mở công ty mình mới xuống nha. Thì ở đây mình thấy cũng còn rất là nhiều cái khu đất trống mà với cái diện tích nó khá là rộng lớn đó các bạn. Đó ví dụ như trước cái màn hình mình đang quay đây đó các bạn thấy không? Còn rất là nhiều cái diện tích đất còn khá là rộng lớn. Đấy. Thì đây chính là cái chỗ cái khu công nghiệp Nhân Hòa nha các bạn. Đó thì ở đây thì xung quanh đây thì công ty doanh nghiệp xây dựng rất là nhiều rồi. Thì cái khu công nghiệp mà Nhân Hòa này nó có đã cách đây khá là lâu rồi đó các bạn. Cái thời đó là cái thời khu công nghiệp này nó có, là cái thời đó mình mới có học hồi cái thời đó là mình mới có vừa học hết cấp cấp 3 là ở trên này là bắt đầu người ta sang lớp này bèn người ta làm khu công nghiệp rồi đó các bạn. Đó. Đó các bạn thấy không? Đó, xung quanh đây còn khá là nhiều cái diện tích đất còn trống này, khá là thích hợp đó xây nhà xuống đó. Thì hôm nay mình đến đây mình sẵn tiện mình đi báo giá camera thì mình sẽ quay cho anh chị xem luôn hả. Đó, những anh chị nào mà đang có cái nhu cầu mà mở xuống sản xuất hay mở xuống mở kho gì đó, các anh chị có thể lên ngay cái chỗ khu công nghiệp Nhân Hòa này đó mình tham khảo và mình có nhu cầu thì mình có thể mình thơ hay là mình mua đất ở đây mình xây dựng ha. Ở phía trước kia là có cái chuông game thì cái ở đây thì nó gần núi này. Thì đây là chẳng qua là mình quay một cái ghép thôi, chứ còn ở đây nó cũng khá là rộng nha các bạn. Đó, con đường nó chạy ra tít trong kia này để nghe ngã tư đây, để qua đây đó là bên đây có máy xuống đây, phía bên kia là núi. Còn cái con đường đây chạy nghe ra tới ngay cái chỗ ngã ba ngã tư đó, rẽ mấy bên đây thì phải đây đó là chạy ra đường quốc lộ lớn đó các bạn, cái con đường lớn, cái con đường mà đi Tây Sơn đó. Rẽ phía đó là ra ngay cái chỗ cái cổng chào khu công nghiệp Nhân Hòa. Con đường đây chạy lên nút trên kia, lên trên kia chạy tít trên kia nữa nha các bạn. Lên tít trên kia là có rất là nhiều xuống rồi đó, trên đó cũng còn rất là nhiều lô đất trống. Ở trên cái khu mía trên đó thì nãy mình đã lên và mình thấy trên đó cũng đang mở đường và đang săn lấp mặt bằng trên đó đó.
Thì hiện tại mình quay cho các bạn xem là vào lúc 12 giờ trưa. Và hiện tại cái trời bây giờ nó đang âm u, nó muốn mưa đó các bạn. Mình quay nó hơi hình ảnh nó hơi không được đẹp một xíu nha. Đó thì mình thông tin ở đây thì mình nói sơ sơ vậy thôi. Anh chị có cái nhu cầu mà mình lên đây đó mình làm nhà xưởng thì có tớ mình lên đây mình tìm hiểu Thì mục đích mình quay cái video này đó mình đăng lên YouTube đã đỡ những anh chị nào mà ở xa, ví dụ mình ở những cái nơi khác hay là tỉnh khác mình không biết cái chỗ này, thì có thể mình thêm mình xem qua cái video này đó. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn các video mình up kế tiếp lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.